đại viên có mặt tại buổi thi kể chuyện sách của chúng ta hôm nay. Có nhiều mà em sách kể lại với đại viên sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về tuổi thơ đau buồn cùng cực của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam sống lên. Vào ngày 16 tháng 6 năm 1957, bác về thăm Quảng Bình. Sau một ngày gặp gỡ làm việc với cán bộ chiến sĩ nhân dân, đem về bác thả bộ với người đồng sắc nhập lệ, bác em buồn về về phương Nam. Lúc này đại tướng Nguyễn Chí Thanh đi cùng với bác sẽ bất ngờ và định làm việc ngày mai rất nhiều với đại tướng bộ vàng thua. Khi bác đem theo sinh mạng đất phủ xuống bến sông, cháu mời bác đi Nguyễn ạ. Bác nhìn đại tướng chậm rãi nói: chú Thanh, bác bảo này, chúng lại đây ngồi với bác. Người dẫn bác vào hồn đường. Chú Thanh này, trong đêm khuya bác mới thả hồn vào sức mạnh, gần 60 năm bác mới trở lại nơi này. Ngày đó bác đã đi bộ cùng gia đình vào huyện. Đất nước vẫn còn chia cắt, cả cuộc đời làm cách mạng mà bác vẫn chưa đi hết được hành trình. Đại tướng cười vui đáp: thưa bác, rồi sẽ có ngày thống nhất, đồng bào miền Nam rất vui mừng khi được đón bác vào thăm. Mắt bác vẫn nhìn xa. Ngày đó, ngày thống nhất, 5 năm, 10 năm, 20 năm, hay còn lâu hơn nữa chú Thanh, liệu có kịp không? Năm nay, bác đã gần 70 tuổi rồi chú Thanh à. Rồi bác từ từ đứng lên, mắt vẫn dõi về. Trong kia là Huế, có xa xôi lắm đâu. Hôm nay bác đứng bên bờ dòng sông Nhật Lệ, lòng vẫn nhớ về dòng sông hương xứ Huế. Nơi đây năm xưa, bác đã cùng gia đình dìu dắt nhau từ Nam Đàm vượt núi bên đèo đến với Huế kinh đô. Sao bỗng dưng hôm nay bác nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ những người thân như vậy, nhớ đến hồn nào chú Thanh à? Nhớ thuở ấu thơ ở Huế, những năm tháng gian khó, Huế là nơi chúc các người mẹ và đứa em trai tội nghiệp đã chết vì đói khổ và bệnh tật. Rồi bác chậm rãi kể cho nỗi xúc động trào dâng. Sau khi vào Huế, gia đình bác đã thuê một gian nhà trong ngôi nhà ba gian ở đường Tân Ba. Cũng gian nhà này, mẹ bác đã sinh ra đứa em út là Nguyễn Sơn Sinh, và cũng chính gian nhà này, người mẹ kính yêu và đứa em trai chưa tròn một tuổi của bác trở ra đi mãi mãi, để lại cho bác nỗi đau tột cùng khi bác chưa tròn 11 tuổi. Sau khi năm 1900, cha bác của Nguyễn Sơn Sinh dẫn anh Nguyễn Sơn Thiên ra Thanh Hóa để tham gia tổ chức kỳ thi nương. Bác ở lại Huế cùng mẹ là bà Hoàng Thị Loan và em Sinh vừa mới 2 tháng tuổi. Đại tướng hồi hộp rồi xin người bác. Bác nắm chặt tay đại tướng kể tiếp. Rồi cơ hội lại đến, mẹ bác quằn quại chịu đựng. Bác vội vàng: mẹ, mẹ lại đâu rồi, để con xách nước cho mẹ uống. Vừa quạt bếp thuốc, bác lo lắng nhìn ra ngõ buồn buồn nói: gần Tết rồi mà cha vẫn chưa về, vậy là năm nay nhà mình không có Tết. Hai dòng lệ bác lên dài trên má. Thuốc đã xếp xong, bác vội vã rót lên cho mẹ: mẹ ơi, mẹ uống thuốc cho đỡ đau, đưa em xin con bồng cho nó ngủ. Rồi bác bồng em xin cho em ngủ. Sao hôm nay em xin không ngoan mà khóc nhiều hơn thường này? Bác ru nhiều, đi qua đi lại mà em vẫn không nín. Thấy vậy, mẹ bác gọi: mẹ con, đưa em cho mẹ rồi đi học. Bác ngập ngừng: nhưng mẹ còn mệt. Mẹ bác vẫn dứt khoát: đưa em cho mẹ rồi đi học đi, mẹ không sao mà. Bác chậm chậm trao em cho mẹ mà lòng lo lắng không yên. Rồi bác vội vã thưa mẹ đi học. Đến đây giọng bác như nghẹn lại. Không ngờ đó là lần từ biệt mẹ bác lần cuối. Chú Thanh à, buổi học có mấy lần cồn cào không yên. Vừa tắt học, bác chạy một mặt về nhà. Từ ngoài sân, nghe tiếng em xin khóc thét. Nhưng cả có gì chảy lòng.
bước chạy bước sáu thẳng vào nhà thì thấy bà Thu, người hàng xóm tiếp cận, đang bồng em xin. Còn mẹ bác đang ngồi dựa vào khung cửa. Bà Thu nghẹn ngào nhìn bác. Cung ơi, mẹ cháu đi rồi. Như đất trời sụp đổ, bác chỉ còn nhào tới ôm mẹ ọ khóc thảm thiết. Mẹ ơi, hãy cứu mẹ tôi, hãy cứu mẹ tôi. Đến đây, bác lấy khăn ra lau nước mắt và kể tiếp. Cây Tết năm đó, nhà bác đau thương tổ cùng. Chiều 30 Tết, nhà người ta chuẩn bị lúc ông bà tổ tiên về ăn Tết. Còn nhà bác với bàn thờ mẹ khói hương hiu. Hai anh em đầu khen ta. Em xin thì cứ khóc vì đói. Vì là ngày Tết mà nhà bác đến bãi tang nên bất cử không dám bồng em đi xin sữa. Một lúc sau, em xin hết khóc nhưng cho em tái lần, em không cử động. Bác hô to cầu cứu bà con hàng xóm. Khi bà con chạy đến thì em đã đi rồi. Bác tuyệt vọng ôm như nhà khóc thảm thiết. Xin ơi, sao em bỏ anh, sao em không chờ cho mẹ em. Trời ơi, em tôi còn nhỏ quá. Lúc này, bác tiến cũng khóc giấu nỗi xúc động. Bác ơi, tuổi thơ của bác quá đau thương, bác không nói ra làm sao cho cháu biết được. Bác cười nhẹ nắm tay đại tướng. Chú thân này, sao hôm nay bác lại kể nhiều chuyện riêng tư cho chú thân của mình này đến vậy? Hay bác là thật hồ chú thân, người ta nói người già thường sống bình hồi ích. Đại tướng nhắn nhẹ đáp, thưa bác, đó là hồi ức cách mạng, hồi ức màu đỏ đấy bác ạ. Kính thưa quý vị, thực hiện lời dạy của bác năm xưa, liên đội trường trung học cơ sở Tam Quang đã có những hoạt động bổ ích như lì xì hơi bắp, tặng các học tập và xe đạp cho bạn nghèo tới trường, đỡ đầu cho những bạn mồ côi được đi học, tham gia tặng quà kết nghĩa với bạn bè miền núi. Câu chuyện kể trẻ đến đây là kết thúc. Kính chúc ban giám khảo, quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn đội viên sức khỏe, chúc cho hội thi thành công.